Con kính bạch sư ạ, sư cho con hỏi là từ ngày con biết về Phật, đạo Phật ạ, đặc biệt là biết về thiền, con không tham gia vào tiệc tùng của cơ quan, không tụ tập trò chuyện, con như tách mình ra khỏi xã hội. Con xin sư lời khuyên ạ, vì con có cảm giác nhá, mình như bị cô lập ạ, con kính tri ân sư ạ. Thì đúng là cái pháp thế gian này nó sẽ làm cho mình nhàm, cái pháp tu tập giải thoát nó sẽ làm cho mình nhàm chán những cái pháp thế gian, thì đó là đúng. Vì vậy nên là có, vì những cái sự tụ tập, vì những cái bạn bè bất thiện nó làm cho tâm mình bị ô nhiễm và làm khiến cho mình chán, thì điều đó là đúng. Vì thế thì mình phải biết rằng là ở cái cuộc đời này nó là cái sự giả tạo như thế. Nhờ cái người nào mà mình còn quan trọng, mà mình nghĩ rằng còn có những cái hành động đó, những cái việc làm đời thường đó là quan trọng, thì mình lại không giải thoát được, không giải thoát khỏi cái pháp thế gian này được. Thế nên là cái trí tuệ nó mới khởi lên là nó đã nhàm chán rồi. Nhưng nếu như cái trí tuệ nó thật sự trưởng thành vững mạnh là mình sẽ từ bỏ, mà từ bỏ không một chút do dự, từ bỏ không một chút luyến tiếc, và từ bỏ không có đoái hoài nhìn lại. Đấy, vậy thì mình vẫn còn cảm thấy do dự, vẫn còn cảm thấy luyến tiếc với những cái công việc hay là những cái sự đời, thì cái trí nó vẫn còn yếu và vẫn còn phải tu tập để cho nó nhàm chán hơn nữa. Ví dụ như là một cái vị đó mình tu tập mà mình chứng được, ví dụ một người đấy mà tu tập chứng được đạo quả chẳng hạn, những quả A-la-hán chẳng hạn, thì ngay trong ngày hôm đấy mình phải từ bỏ hết tất cả vợ con ta, dẫn tài sản, gia đình, nhà cửa. Một là mình từ bỏ để đi xuất gia, hai là sẽ nhập niết bàn ngay, mình không thể nào sống ở cái đời sống thế tục đấy thêm một ngày nào nữa. Đấy là đối với những vị mà đạt đến cái trí tuệ tuyệt đối là nó sẽ từ bỏ đến mức như thế đấy. Còn mình mới đạt được một chút thanh tịnh thôi là mình đã có một chút nhàm chán. Mình đã có hai chút thanh tịnh, nó có hai chút nhàm chán. Nên cái điều đó là đúng với đạo lộ, đúng với con đường, và cứ yên tâm, cứ chán tiếp, đừng có níu luyến làm gì.